hai Tự chấp có năng lực nhưng thật sự không phải năng lực. Kinh văn A nan hiệu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên. Việt dịch lại nữa A Nan thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành nên trở lại bản tánh của thức đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng lại nữa a nan thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành lại nữa a nan hành giả người đang tu tập tránh định quán xét cùng tột tánh không của hành ấm hành giả đã quan sát đến mức cùng tột và đạt đến tánh không của hành ấm hành ấm hoàn toàn là không đối với hành giả nên trở lại bản tính của thức đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt đã diệt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt anh ta chưa đạt được niềm vui tịch diệt do vì thức ấm chưa được tiêu dung thức và chân như có khác nhau tí chút thức là chủ thể còn có sinh và diệt, còn chân như thì không còn sinh diệt nữa. Ngay bây giờ thức thứ 8 vẫn còn tướng sinh diệt nhỏ nhiệm, hòa hợp với chân như vốn không sinh diệt trở thành hòa hợp thức. Là vì cái thức sinh diệt ấy cùng với chân như bất sinh diệt rất gần gũi nhau, cả hai cùng hòa hợp nước nhau mà sinh khởi, gọi là hòa hợp thức vì nó chưa đạt được hoàn toàn tinh diệu kinh văn nhược ư sở quy lãm vi tự thể tận hư không giới thập nhị loại nội sở hữu chúng sanh giai ngã thân chung, nhất loại lưu xuất sanh thắng giải giả thị nhân tắc đoạn năng phi năng chấp ma hê thủ la hiện vô biên thân thành kỳ bạn lữ mê phật bồ đề vong thất chi kiến việt dịch nếu xem nơi trở về chân thật là tự thể của riêng mình, xem 12 loại chúng sinh, cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra, quyết định cho kiến giải này là đúng, thì người ấy rơi vào cái chấp năng phi năng, thành bè đảng với ma hê thủ la thường hiện ra vô biên thân, do mê muội tánh bồ đề của chư Phật nên bỏ mất tránh tri kiến giảng hành giả xem nơi trở về chân thật là tự thể riêng của mình nơi thân mà hành giả quay hướng về cũng còn nằm trong vòng sanh diệt của thức thứ tám. Đó chưa phải là tự thể chân thật của mình, nhưng hành giả cho là như vậy nên rơi vào một vọng chấp khác đó là xem 12 loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không từ loài noãn sinh cho đến loài phi vô tưởng cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra